Trong cơ cấu giá thành sản xuất tôm, con giống chỉ chiếm khoảng 5 đến 7% nhưng lại là yếu tố rất quan trọng mang tính quyết định đến tỷ lệ nuôi tôm thành công. Vì vậy nhằm giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh, con giống được chọn là bước đi đầu tiên cho mục tiêu hình thành một liên minh vì một ngành tôm phát triển bền vững trong tương lai. Hiện nay tôm giống đạt chất lượng chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu thị trường. Đó là lý do tại sao công ty thủy sản toàn cầu đã xây dựng trại sản xuất tôm giống có quy mô rộng lớn và hiện đại bậc nhất khu vực miền Nam hiện nay nhằm góp phần đưa ra thị trường các sản phẩm tôm giống sạch bệnh có sức đề kháng cao đến người nuôi tôm trên cả nước. Tôm giống đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất, quyết định phần lớn sự thành công và hiệu quả nuôi trồng. Tuy nhiên hiện nay, nguồn tôm giống đang bán ra trên thị trường có rất lớn số lượng không rõ nguồn gốc, tôm bị nhiễm bệnh và chất lượng tôm giống rất kém. Số lượng tôm giống đảm bảo chất lượng từ các cơ sở trong nước sản xuất chưa nhiều, mới cung cấp được một phần. Dẫn đến người nuôi tôm hàng năm vẫn còn mua nhầm một lượng lớn tôm giống kém chất lượng, dẫn đến việc có rất nhiều ao tôm của khách hàng nuôi thiệt hại nặng nề, không thành công và làm ảnh hưởng đến đời sống của người nuôi tôm rất nhiều. Trong bối cảnh tôm nuôi ngày một khó khăn, các công ty sản xuất giống uy tín đã và đang có những chia sẻ với người nuôi về con giống đảm bảo chất lượng, tỷ lệ sống cao, giá thành cạnh tranh và công khai, minh bạch nguồn thông tin để người nuôi có thêm lựa chọn. Tiếp bước truyền thống kinh doanh các sản phẩm phòng trị bệnh tôm cá cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng được hầu hết khách hàng nuôi tôm tin dùng của công ty trên thị trường nuôi tôm. Hiện nay, trại sản xuất tôm giống toàn cầu đã và đang sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm tôm giống sạch bệnh, sức đề kháng cao, tốc độ tăng trưởng tốt và kích cỡ đồng đều, nhằm hướng đến câu khẩu hiệu tôm giống toàn cầu thả đâu cũng trúng. Với cái xu thế hiện nay thì trại giống toàn cầu có những cái thế mạnh. Thứ nhất là với cái trang thiết bị đầy đủ và hiện đại. Thứ hai là trại được xây dựng trên cái diện tích quy mô lớn. Vì vậy chúng ta dễ dàng luân phiên nhau để mà sản xuất các cái trại nhằm ngăn ngừa các cái dịch bệnh xảy ra trong quá trình sản xuất và để đưa ra được cái đàn giống tôm chất lượng cao sạch bệnh. Và cái thứ ba là công ty toàn cầu sử dụng các cái sản phẩm bổ sung và thức ăn cho tôm bố mẹ cũng như là tôm bốt được chọn lựa từ các cái công ty uy tín trên thế giới. Và trong quá trình sản xuất thì công ty sử dụng hoàn toàn quy trình tảo tươi và đặc biệt là công ty toàn cầu không sử dụng bất kỳ một loại kháng sinh nào trong quá trình sản xuất với cái thị trường tôm giống lớn hiện nay nhưng mà chưa tạo sự yên tâm cho bà con trong quá trình nuôi tôm. Thì với hoàn thành cái trại sản xuất tôm giống này cung cấp ra một cái lượng giống là khoảng 3 tỷ bốt đến 4 tỷ một năm thì cơ bản toàn cầu đã cung cấp được một cái sản lượng góp phần vào tạo sự yên tâm cho bà con trong quá trình nuôi tôm. Trại sản xuất tôm giống được thành lập từ năm 2016 trên tổng diện tích toàn khu vực là 4,5 hectare, được chia thành hai khu. Khu A, khu ương nuôi tôm giống và tôm bố mẹ được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Trại nuôi tôm post của khu A có tất cả 12 trại, mỗi trại có 26 bể. Số lượng giống mỗi năm đạt khoảng 1,5 tỷ post trên một năm. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng con giống, công ty thủy sản toàn cầu chỉ chọn nhập tôm bố mẹ sạch, tốc độ tăng trưởng cao, sức kháng khuẩn tốt được nhập từ công ty SIS Mỹ với 16 bể nuôi tôm bố mẹ có khả năng nuôi một lần 600 đến 800 cặp, công suất mỗi ngày khoảng 40 đến 50 triệu Dapolius. Khu B, khu ương nuôi tôm giống và xử lý nước sạch công nghệ cao được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2022, bao gồm 16 trại, mỗi trại 26 bể, số lượng sản xuất mỗi năm đạt khoảng 2 tỷ bốt. Vì vậy, trại sản xuất tôm giống toàn cầu đang cung cấp hàng tỷ ấu trùng Napoleon và hàng tỷ con tôm bốt cho các trại giống. Với sứ mệnh và mong muốn được phục vụ người nuôi nhiều hơn, năm 2022, toàn cầu tiếp tục nghiên cứu, phát triển và chính thức cho ra thị trường các dòng tôm giống mang thương hiệu Toàn cầu Fast Growth, siêu tăng trưởng đồng đều và dòng Toàn cầu Luxury, siêu tăng trưởng siêu lớn. Được sinh sản theo quy trình sinh học tảo tươi, cam kết nói không với kháng sinh và nguồn nước được xử lý bằng hệ thống máy móc hiện đại. Nguồn thức ăn tươi sống tạo ra con giống sạch, giúp đem lại những mùa vụ thành công cho quý khách hàng. Từ những ngày đầu sản xuất, toàn cầu đã thực hiện quy hoạch riêng khu nuôi tôm bố mẹ, tôm giống với khu sản xuất thiết bị, phòng xét nghiệm riêng, cùng đội ngũ nhân viên kỹ sư có kinh nghiệm với lòng nhiệt thành trong việc thúc đẩy phát triển ngành tôm giống bền vững ở Việt Nam. Trước khi xuất bán ra thị trường, tôm giống được kiểm tra nguồn gen, đánh giá lại tính chống chịu với dịch bệnh, tỷ lệ sống, tốc độ lớn nhằm đưa nguồn tôm giống đến tay người sản xuất, đảm bảo chất lượng tốt, giá cả phải chăng nhất.
Vì vậy đã có rất nhiều nông hộ tin tưởng và sử dụng vào nguồn giống từ trại sản xuất tôm giống toàn cầu được đội ngũ chuyên gia của công ty giám sát ao nuôi từng giai đoạn đã và đang mang đến những kết quả khả quan cho các chủ nông hộ. Với sứ mệnh phục vụ với sự tận tâm, nhiệt huyết để mang đến cho khách hàng nuôi tôm có những mùa vụ bội thu và tương lai của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng, toàn cầu đã hoàn thiện xây dựng định hướng chiến lược tổng thể cùng mô hình kinh doanh tối ưu nhất để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng an toàn với môi trường và con người.